Ok, hôm nay anh em, hôm nay chúng ta sẽ chơi một game mới. Game đó thì chung thể loại với con game của tôi thôi, vẫn là cái thể loại ít gấp dung thường thấy. Tên gì tôi quên mất rồi, để từ từ. Đây đây đây, thì tranh thủ tải nó đi. Rồi chúng ta lên coi con game này sao. Cái này chồng sao, cái cấp gum thoát khỏi chồng sao. Theo cái mô tả của nhà phát hành á, thì chúng ta là cô đơn và lạc lối trên một cái con tàu không gian. Cái phi hành đoàn thì đã mất tích hết rồi, con tàu thì sẽ nhanh chóng rơi vào cái lỗ đen thôi, nên chúng ta cần phải sử dụng mấy cái là nghiên cứu khoa học gì đó. Nói chung là đi sửa chữa con tàu thì tìm cách thoát khỏi đây. Thì như tôi nhắc lần trước thì anh em nên bỏ chữ inox này ra. Cấu hình rất là nhẹ luôn nha, nhẹ hơn game tôi nhiều lắm, 750 ti quốc dân vẫn còn chơi được game này đâu. Nhưng mà đồ họa thì đẹp hơn game tôi nữa. Game tôi thì nó rơi vào thời kỳ ngủ đông rồi, chết yểu rồi. Hiện tại là đã hết 6 ngày khuyến mãi nên game này coi như là bay màu luôn. Đợi tí, give comment cái. Đây là những game tương tự thể loại game này, không khá là ít nha. TikTok à, game này hình như là chơi gòi lâu rồi. Hiện tại là có 3 người chơi, 40 follow, 3 người chơi mà lúc mới ra mắt thì hơi sắp một tí, nhưng mà game đó là được 4 review nè. Ngôn ngữ này là ngôn ngữ nào ta? Thôi mấy cái review này là nên cẩn thận nha, sợ tim nó dễ cho mình dính gậy lắm đó. Thì tôi chơi xong tôi sẽ để làm cái review ủng hộ dev với game hay. Đây, game này thì tôi nghĩ chắc cũng một người làm thôi, dạng con lít nữa nè, cấp dùng dễ đố. Tải xong chưa? Ok, vô game. Game này được làm bằng Unity nha. Đồ phân giải gì bèo bọt như nào. Rồi có xếp không? Đây, xếp and lo hả? Exit thì nên để trên, còn xếp dot thì nên để dưới, hoặc là bên hai bên trái phải hoặc gần nhau. Để như thế này người ta thói quen là bấm vô góc phải ở dưới trước. Ngôn ngữ có rất nhiều nhưng mà không hỗ trợ tiếng Việt đâu. Sành hiện tại tôi thấy là cái lít nó hơi cao ấy nha. Tám năm 7 tháng 19 ngày 3 giờ và 51 phút. Cái nhiệm vụ này vẫn đang trong cái quá trình mà tiến triển thôi. Tốc độ chuột hơi chậm như đó. Thường mấy con game tôi chơi á, thì tốc độ chuột tôi phải giảm về chứ ít khi tăng lên lắm. Rồi, ok.
chúng ta lạc trong một cái cabin, vậy như cái khoang nghiên cứu. Nhân y để mở ba lô, khoan để tôi coi cái nút này, không có setting nút để mình coi ở đây nha. Đây. And where the hell is everyone? Không lẽ đơn giản gì thôi. Ship, why was I the last to wake up? Crewman Robert, there was a timer failure on your pod, which is why you woke up late. Shit, screwed. Have to investigate. Cái gì? VPN connecting hả? Hệ thống ống nước thì đã gọi nghỉ rồi. Cái tầng đầu tiên thì cần được sửa chữa thôi. Giờ có 25 phút. Mật khẩu gồm 4 số. V102G2. Không có số 0 trên này. Hai bốn là chữ GG gì nè, không biết nó có ý nghĩa gì không. 54 42 25. Camera gung gung khó chịu phết đó nha. Ồ, nó ngập qua tới đây luôn. Chứ chưa gì mà nó cho mình đi quá nhiều phòng như thế này, manh mối dự kiện đâu mà xử lý kịp. Escape room mà chưa kịp escape nữa thì room nó đã mở rồi. Không có đèn pin nữa. Nhờ cái hố đèn kìa, chúng ta sắp bày vô đó. Sau khi dạo một vòng thì rất ít thứ có thể tương tác được nha. Key ID 6 17. Game không có nút ngồi nha. Này chỉ là bảng số liệu thống kê thôi. 31 23 14 31. Mấy cái này chắc chỉ là cái bảng thôi, chẳng có gì đâu. Giờ két là 8 nè. Emily C là 3 nè. T8C3. Gần như không có gì để tương tác luôn. Viết 2. Quá nhiều thứ rồi. Bốn số. Về phòng bảo trì. Cái này là cái vai trò trong đây thôi. Được trực nhật 2 4 6 như vậy. Được, 3 4.
Không phải à? Chụp này lại. Nếu không phải thì mình có thể phải xếp theo số thứ tự. Bây giờ bắt đầu đi dạo vòng. Cái bảng này với cái bảng kia là giống nhau rồi, bỏ đi. Thì là mình muốn lên mở cái thang máy là mình phải giải mấy câu ở đây. Phải mật mã ở 4 số nữa. Nhưng mà không bấm được. Cái này lấy offset ở đâu bỏ vô là nó mới nổi bật vậy đó. Đây là cái phòng ăn. Dạng con lít mà quá nhiều thứ để lít luôn. Đây nữa nè. Người chơi sẽ không biết cái nào có thể tương tác cái nào là không. Thì cái bảng này nè, nó sẽ có những cái tên này. Mỗi cái tên này nó sẽ có một cái vị trí giống nhau. Như cái này dơm bự ra đây cho dễ nhìn. Thì cái đầu tiên là số 5 nè. Màu vàng đấy. Số 5 nè. Này số 4 nè. Số 6. Còn 1 với 2 à. C là 2. Trên là 1. Chỉ theo thứ tự bên đây là 2, 3, 5. Sao đây sai? Hai ba năm à, này là 236 rồi. Ok, lấy được cái mũi vàng thì chúng ta làm gì? Nước sắp ngập rồi, bây giờ lấy cái mũi khoan đi đâu làm gì? Cái map quá rộng luôn. Game không có nút nhảy nữa nghe. Thực ra thiết kế như cái map công nghệ như thế này thì cái mũi khoan điện này nó có thể xài ở bất cứ mọi nơi. Tôi vẫn chưa biết có mục đích này để xài vô đâu. Này nó có chế vải nè.
Game này thiết kế gói gắm quá. Trời. Cái gì mà mỗi lần sử dụng là phải mở cái. Rồi cơ chế điều khiển thì phát có hai cái tua bin là một cái máy tính bảng có số là 5080. Lấy cái phan điện đi mở cái tủ này thì cả tủ này thì liên quan gì đến phan điện. Cái có 4 số nãy mình nhìn ở đâu cái hàng lang dài dài. Cái này không dùng được. Ở đâu ta? Gì là đúng bát hay là sai bát? Rồi đúng bát thì làm cái gì? Nhập đúng bát thì không thấy khác biệt gì luôn. Cứ đi tới đây là kêu mình còn cái gì đấy thế nào nhưng mà không biết làm gì. Nãy giờ chỉ mới giải có 3 câu đố thôi đó. À, nó nói cái bát để lên tầng 2 thì nó bỏ trong cái tủ khóa. Giải xong rồi, cái đọc cái đó.
Rồi giờ đi đâu làm gì? Tiếp theo. Thiết kế nguyên cái khu này cuối cùng để nhét cho hai câu đó. Còn cái này tắt mở này không biết có ý nghĩa gì. Lần đầu chơi game giải đố mà không thấy câu hỏi cũng không biết làm gì đi đâu. Cứ need to do something. Cửa thì bấm đúng bát rồi. Cái thang bị hỏng là bây giờ cần quay sửa cái thang này. Phải ghê vô đây mới biết, trong khi thiết kế cái màn chơi nó rộng như nào. Trời ơi, lấy cái ốc chích chữa cái phan lại con game. Nguyên cái màn chơi thiết kế như vậy chỉ để là có ba câu đố đó. Quá tay toàn tập. Maybe I can try opening it up with a tool to access the manual lock system. Cái thôi thì chắc không còn gì nữa đâu. Nó 7, 7, 8, 8, 9 tầng 11. Năm 8, 39 giảm 19. Giảm 19 với tăng 11. Chúng ta gần 54. 54 đủ nào. 73. Giảm 19 tăng 11 trên nhau 8 đơn vị thì chúng ta có là 72. Hai trên nhau 5 đơn vị rồi. Đây. Ủa 73 mà. 73 trên nhau đúng 4 đơn vị. Trên nhau 4 đơn vị thì cứ lấy cái số bên trái lớn hơn 4 nửa số bên phải là ra. Bấm cái bên phải tới khi nào ra cái số đó thôi. Đãi 40 là đúng rồi đó mà lỡ bấm hụt rồi. À, nó mở cửa lên đây. I might need this later. Cái này là cái gì? Bột ngô. Bột ngô. Rồi tôi chả biết nó dùng vô cái gì luôn rồi đó.
Em lấy treo cái bột ngô này. Vớ vẩn. Để ta đến phòng năng lượng. Kế mấy cái này bật tắt nó có ý nghĩa gì không? Sai cái code nè. Tắt xong rồi bật lại là đèn nó sáng hơn thẳng luôn. Đó, trong khi mấy cái này bật tắt. Trong khi có tất cả cái hộp không mở được thì tự nhiên có cái hộp này mở được. Game không cho quay về bàn chơi trước. Nó chỉ có cái đường dây điện đi vô cái bảng này thôi nên không biết cái nguồn điện của cái bảng này là đang nằm ở đâu. Bây giờ đi kiếm cái nguồn điện này sửa chữa. Lấy cái vật phẩm rồi mà nó vẫn còn sáng đèn. Hai cái máy này nó đều chạy thì mình đâu có sửa. Mày chạy ở màn một rồi. Giờ cầm bột ngô đâu. Maybe I can try keypad isn't working. Tool to access. Maybe the keypad isn't working. It up with a tool to maybe I can try opening keypad isn't working. Tool to access the maybe I can try opening it up with a tool to access the manual lock system. Chịu. Bây giờ chỉ còn mỗi chỗ này thôi. Không thấy dùng nó ở đây, không thấy ngắt điện. Bây giờ đổ bột ngô để ngắt điện mà chả biết đổ bột ngô vô đâu nữa. Tại vì không biết cái nào có thể tương tác ngoại trừ cái cửa này.
vô phương. Game này đố ai có thể chơi được á. Ngay cái màn một là thiết kế gần 10 con vòng từ lớn đến nhỏ, nhưng cuối cùng chỉ có 3 con đố, đã thách thức rất là lớn này. Trời ơi, lại nữa. Làm sao biết cái hòm nào có thể mở được? Phải đấy. The keypad isn't working. Maybe I can try opening it up with a tool to access the manual lock system. Bây giờ cái này giải đố là cái gì? Có tương tác được đâu? The keypad isn't working. Maybe I can try opening it up with a tool to access the manual lock system. The keypad isn't working. Maybe I can try opening it up with a tool to access the manual lock system. The keypad isn't working. Maybe I can try opening it up with a tool to access the manual lock system. The keypad isn't working. Maybe I can try opening it up with a tool to access the keypad isn't working. Ở dưới thì báo á, cái cây phát không hoạt động nên gần phải mở nó bằng cái công cụ gì đó trong cái hệ thống. Còn ở trên á thì báo hệ thống đang offline. Maybe I can try opening it up with a tool to access the manual lock system. Cái này không tương tác được nè nha. Không tương tác được rồi làm cái gì? The keypad isn't working. Maybe I can try opening it up with a tool to access the manual lock system. Không bấm được, không làm gì được hết. The keypad isn't working. Maybe I can try opening it up with a tool to access the manual. Nút chết này là cái gì tôi cũng chả biết luôn đó. The keypad isn't working. The keypad isn't working. Maybe I can try opening it up. Maybe I can try opening it up. Maybe I can try opening it up with a tool to access the manual lock system. Có bấm được đâu mà ghi xét. Sử dụng cái bảng này để giải cái này nhưng mà không ghi xét được. Không có làm gì được hết. Khả năng cái này là lỗi bớt rồi đó.
Rồi, bây giờ cái cửa này nó đéo mở luôn rồi. Rồi rồi. Cái kiểu này lên trên này kiểu gì? Cái này là không tương tác gì được hết. Thôi thua rồi. Game như thế này thì tôi chịu rồi. Ok, bye bye anh em.